Xin chào tất cả các thầy cô và các bạn. Nếu con có con Tô Hùng, Tô Huy, Nhân Minh và Bảo Minh. Sau đây nếu con xin trình bày tiết mục hòa tấu bài Jingle Bell, xin mời thầy cô và các bạn lắng nghe. Xin chào tất cả các thầy cô và các bạn. Nếu con có con Tô Hùng, Tô Huy, Nhân Minh và Bảo Minh. Sau đây nếu con xin trình bày tiết mục hòa tấu bài Jingle Bell, xin mời thầy cô và các bạn lắng nghe.